Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà Chúa chạy lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Cương bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất rõ, đấy là cái sự tỏ rõ lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô cho một thế giới đầy có thể nói đầy chết chóc và cô đơn đau khổ. Thánh Luca ngày thuật lại cho chúng ta về việc khi ấy Đức Giêsu ngài đi đến thành kia gọi là Nain và có các môn đệ cùng đi với ngài và cả một đám rất đông nữa cùng đi với ngài. Và trong khi ngài đi tới cửa thành đấy, thì chúng ta thấy cảnh tượng gì? Một cảnh tượng người ta đang khiêng một người thanh niên đi chôn một người người chết được khiêng đi chôn đấy được giả thiết là một thế giới đang ở trong cái sự chết đang ở trong cái sự cô đơn mà là cô đơn thật bởi vì người thanh niên này thì lại là một người con duy nhất của một của một bà mẹ mà bà mẹ này lại là một bà mẹ quá thành ra cái hình ảnh này như thể diễn tả cho chúng ta thấy con người trong thế giới uh, đang phải đối diện với rất nhiều những cái cơ cực, những cái thiếu thốn, những cái cảnh chết chóc và cô đơn. Nhưng mà ở đây thì cho, Thánh Luca cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu ngày khi ngài xuất hiện, ngài là hiện thân của lòng thương xót của lòng chạnh thương của Thiên Chúa, ngài đến để ngài đụng tới, ngài chạm tới một thế giới đang phải đối diện với đau khổ, với sự chết đấy. Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô ngài thấy rõ điều này nơi mỗi người chúng ta, nơi thế giới của chúng ta. Cho nên Thánh Luca ngày ngày tường thuật trông thấy bà Chúa chạnh lòng thương và nói bà đừng khóc nữa. Chúa Giêsu ngày tỏ lòng thương xót và đồng thời ngài cũng an ủi nhân loại này. Rồi người lại gần sờ vào quan tài Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô ngài chạm vào cái cõi đau khổ, cái cõi chết của con người này. Và với lòng nhân hậu của ngài với quyền năng của ngài để cho ngài chạm tới cái cõi đau khổ, cái sự chết của chúng ta đấy thì bây giờ chúng ta được sống, được vực dậy và có sự sống. Cho nên hôm nay chúng ta thấy tin mừng cho chúng ta một cái niềm hy vọng Thiên Chúa Ngài vẫn có đó, Ngài vẫn yêu thương chúng ta Ngài vẫn nhìn thấy chúng ta, Ngài vẫn đụng chạm tới chúng ta Nơi những cái khó khăn vất vả và những cả những tối tâm của đời sống chúng ta nữa Chúa Giêsu Ngài vẫn chạy lòng thương, Ngài vẫn ở với chúng ta Điều quan trọng là mỗi một người chúng ta khi đón nhận Đức Giêsu Kitô và nhận ra được lòng thương xót của Ngài thì chúng ta tin tưởng một cách mạnh mẽ và chúng ta sẵn sàng để cho chính Chúa chạm tới cõi lòng của chúng ta để từ đó chúng ta lại được vực dậy, được hưởng sự sống của Chúa trong chính đời sống của chúng ta và nhất là khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu thì cũng như thể là những người những đám đông này những người này đều tỏ lòng kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa và nhận ra được ân sủng của Thiên Chúa đang trao ban cho chúng ta như người ta nói một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người Thiên Chúa vẫn đang thấy chúng ta và đang thăm viếng chúng ta đang ở cùng chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng ta nhận ra được cái ân sủng lớn lao này để chúng ta sống một cách mạnh mẽ trong đời sống đức tin của chúng ta giữa những trăm ngàn thử thách mà chúng ta phải đối diện trong đời sống hàng ngày. Amen.